Năm 2012, hộ ông Đoàn Đình Thống ở thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức được trạm khuyến nông huyện hỗ trợ 200 cây giống mắc ca. Sau đó gia đình ông mua thêm 100 cây. Theo ông Thống, mắc ca rất phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Tuy Đức. Đây là loại cây ít phải chăm sóc bón phân. Sau 3 năm, cây bắt đầu đơm hoa kết quả. Từ năm thứ năm trở đi, mắc ca bắt đầu cho thu hoạch. Hiện tại vườn mắc ca của ông có khoảng 250 cây cho thu hoạch. Mỗi năm thu trên 1 tấn quả tươi thu nhập hàng năm gần 200 triệu đồng. Cái nguyện vọng của người dân chúng tôi thì nó lớn lao lắm nhưng mà tôi điều kiện không có nên chắc có lẽ phải kêu gọi các doanh nghiệp làm sao là về chế biến cái cây mắc ca thành nhiều sản phẩm khác nhau để tiêu thụ cho nhân dân về cái chất lượng hạt mắc ca này tương đối tốt. Sau gần 10 năm được đưa vào trồng ở vùng biên giới Tuy Đức, cây mắc ca đã dần khẳng định hiệu quả kinh tế. Nhiều người dân địa phương, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đã từng bước mở rộng diện tích trồng Bắc ca để tạo nguồn thu nhập ổn định. Mong muốn của nông dân thì hiện tại thì nông dân đang bán cái sản phẩm cho các cái thương lái. Tuy nhiên để tiến tới có một cái thị trường cũng như có cái đầu ra ổn định cho nông dân thì rất mong có sự đầu tư của các cái doanh nghiệp giúp hỗ trợ uh, nông dân trong huyện cũng như là tỉnh Đăng Nông phát triển bền vững cây mắc ca và đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Hồ Anh Phạm Văn Khang ở xã Đắc Bốc Do có một xưởng chế biến mắc ca. Ngoài 10 ha nguyên liệu sẵn có của gia đình, anh còn thu mua thêm của bà con nông dân quanh vùng để chế biến sản phẩm mắc ca. Tuy nhiên, để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất lớn, hiện anh Khang và một số bà con nông dân trồng mắc ca đang xúc tiến các thủ tục để thành lập hợp tác xã trồng chế biến mắc ca xuất khẩu. Bây giờ đưa cung cấp ra thị trường thì sản phẩm mắc ca nứt vỏ và tách vỏ đồng thời là dầu mắc ca thì bây giờ chú cha đang chú trọng về ba cái sản phẩm đấy. thì vừa rồi qua năm nay thì cũng một số hộ trồng mắc ca mấy mấy gia đình thì cũng đang thành cũng thành lập những hợp tác xã để mở rộng thị trường mở hướng đến xuất khẩu. Mắc Cao Tuy Đức được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng. Vì vậy, bên cạnh hướng tới việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, Nguyễn Tuy Đức cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu sản phẩm Mắc từ đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Mong muốn của huyện á, là muốn kêu gọi thuốc đầu tư là một cái doanh nghiệp hoặc là nhiều doanh nghiệp mà có cái có cái tiềm lực để đầu tư và chế biến sâu đối với trên địa bàn huyện Tế Đức và đối với cái cây cái, cây cái macca. Thì bất cứ ông chí macca thì nó sản phẩm của macca và hạt macca rất là nhiều sản phẩm, nó làm ra nhiều sản phẩm. từ Ngoài macca sấy khô, thì có thể làm macca sữa, rồi một số các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ, cho chị em nữa. Thì rất nhiều cái này là một cái cái cái, cái địa thế lớn của huyện, mà huyện cũng mong muốn và cũng cũng làm việc với tỉnh với sự kế hoạch. Để đưa vào cái chương trình kêu gọi Thư quốc đầu tư của huyện trong những năm tiếp theo. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển cây mắc ca giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có những định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển mắc ca bền vững trong thời gian tới nhằm đưa mắc ca trở thành một trong những loài cây trồng quan trọng đa mục đích, nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là địa bàn vùng miền núi, vùng biên giới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về trồng, chế biến và xuất khẩu sản phẩm mắc Hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm mắc ca của nước ta chủ yếu là trong nước và một số nước vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc. Giá mắc ca được dự báo đến năm 2030 sẽ ổn định theo giá thế giới khoảng 65.000 đồng 1 kg, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 195 triệu đồng một hecta một năm đối với trồng thuần và đạt khoảng 97 triệu đồng một hecta một năm đối với trồng sen. Với hiệu quả kinh tế như vậy, việc trồng mắc ca được kỳ vọng sẽ làm thay đổi tập quán canh tác của người dân vùng Tây Nguyên, trong đó có Đắk Nông.